Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để thực hiện một lệnh trong phần mềm AutoCAD sẽ ra sao. Thì đây chính là giao diện làm việc của phần mềm AutoCAD 2015. Thì để thực hiện các lệnh trong AutoCAD 2015 và các phần mềm AutoCAD nói chung, thì bước đầu tiên các bạn phải làm đó là các bạn gõ lệnh. Để gõ lệnh, chúng ta sẽ có 3 cách. Cách đầu tiên, các bạn sẽ kích vào hộp thoại Command. Đấy, ở đây. Và các bạn gõ cái lệnh mà các bạn muốn thực hiện, ví dụ như là L. Đấy. Ở đây, sau khi gõ L xong, chúng ta sẽ có một hộp thoại, nó sẽ thống kê cho bạn các lệnh mà nó có bắt đầu bằng chữ L, như là Line, Limit, Length, Layer. Và các bạn sẽ thấy rằng ở một số lệnh chúng ta sẽ có lệnh tắt, ví dụ ở lệnh Line, nó sẽ có lệnh tắt là L. Đấy. Tuy nhiên, ở một số lệnh nó sẽ không có, ví dụ như lệnh Limit này, nó sẽ không có lệnh tắt. Và khi các bạn có thể là lựa chọn lệnh mà các bạn mong muốn và Enter. Đấy. Chúng ta đã sử dụng lệnh Line. Hoặc các bạn cũng có thể là gõ L. Đấy. Sau khi nó ra một cái hộp tất cả các lệnh mà các bạn có thể lựa chọn lệnh bằng kích chuột và các lệnh mà các bạn mong muốn. Đấy là cách đơn giản nhất để các bạn thực hiện lệnh. Ngoài ra cách này cũng có thể thực hiện mà không cần thông qua hộp thoại Command này, mà các bạn chỉ cần là gõ L trên bàn phím. Đấy. Ngay lập tức nó cũng hiện ra chúng ta một hộp thoại và các bạn sẽ một là sử dụng nguyên lệnh Line, Enter hoặc là lựa chọn cái lệnh mà các bạn mong muốn. Đấy, mình Enter. Đấy, chúng ta đã chọn được lệnh Line để thực hiện vẽ. Ngoài ra, để lựa chọn lệnh ở trong phần mềm AutoCAD, cách thứ hai các bạn có thể sử dụng đó là sử dụng các giải ribbon. Ví dụ như cái lệnh Line là chúng ta có thể tìm trong mục Draw của một menu bar là Home, ví dụ ở đây. Thì các bạn có thể kích luôn vào Line đây. Đấy, chúng ta đã có lệnh Line. Đấy, các bạn sẽ thấy. Và khi chúng ta gõ lệnh xong thì các bạn sẽ thấy rằng hộp thoại Command nó sẽ cho chúng ta những cái thông tin về lệnh này và để cách chúng ta có thể thực hiện. Ví dụ như ở đây, lệnh Line nó bảo rằng Specify First Point, nghĩa là chúng ta hãy chỉ định điểm đầu tiên. Cái dòng này nó cũng có thể thấy được khi các bạn đưa chuột ra màn hình. Các bạn thấy trên màn hình nó sẽ thấy rằng chúng ta có cái dòng lệnh là Specify First Point, chỉ định cái điểm đầu tiên mà các bạn muốn vẽ. Cũng như chúng ta sẽ thấy rằng cái tọa độ của cái lệnh. Đấy, đây là lệnh tạo đối tượng thì chúng ta sẽ có tọa độ. Đấy. Và kết hợp với việc cái dòng lệnh Command nó báo chúng ta làm gì hay là hiển thị trên màn hình thì chúng ta sẽ thực hiện các lệnh tiếp theo. Ví dụ như ở đây nó bảo chúng ta chọn điểm thì chúng ta sẽ kích vào điểm đầu tiên. Đấy. Sau khi kích vào điểm đầu tiên, chúng ta lại nhìn vào hộp thoại Command, chúng ta lại thấy rằng nó bảo rằng chúng ta hãy lựa chọn điểm tiếp theo, Next Point. Đấy. Chúng ta sẽ đưa chuột ra. Đấy. Các bạn cũng thấy rằng trên màn hình nó cũng hiện ra chúng ta cái dòng thông báo rằng hãy lựa chọn điểm tiếp theo. Đấy. Chúng ta sẽ kích điểm thứ hai. Lưu ý rằng các bạn sẽ thấy các thông số về độ dài và góc. Đấy, trong cái vị trí của con chuột. Đấy. Và tương tự như vậy, các bạn vừa thao tác, vừa nhìn cái dòng lệnh ở hộp thoại Command, vừa nhìn các cái dòng lệnh trên màn hình để thực hiện lệnh. Vì ở đây các bạn thấy rằng nó có bảo rằng các bạn có thể là kích vào điểm tiếp theo hoặc undo. Ở đây ví dụ undo, các bạn sẽ thấy rằng cái chữ undo này nó có chữ U màu xanh. Đấy, chữ U này chính là cái lệnh tắt của nó. Các bạn có thể gõ U nhé. Đấy, Enter. Các bạn thấy rằng ngay lập tức nó sẽ undo, tức là quay lại cái điểm đầu tiên mà chúng ta vừa vẽ, nghĩa là quay lại cái lệnh trước đấy. Đấy. Và chúng ta cứ vẽ như vậy. Đấy. Và đến cuối cùng các bạn có thấy rằng nó bảo rằng một là các bạn có thể chọn điểm tiếp theo, hai là close, tức là đóng cái lệnh này, đóng kín cái vùng chọn này. Đấy. Hoặc undo. Thì ở đây mình sẽ thử chọn C, Close. Đấy, Enter. Các bạn thấy rằng ngay lập tức nó đóng kín cho mình như thế này. Hoặc ví dụ như chúng ta sẽ thử thao tác một lệnh khác. Ví dụ là lệnh Move chẳng hạn. Đấy, thao tác đầu tiên các bạn cần làm đó là lệnh gõ lệnh M. Đấy, chúng ta cũng thấy ngay trên hộp thoại có Move, các bạn Enter. Đấy, sau đấy nó sẽ bảo bạn Select Object, tức là chọn đối tượng. Mình chọn đối tượng. Đấy, sau đấy tiếp theo các bạn sẽ cần phải Enter hoặc cách. Đấy, các bạn nhớ nhé. Hoặc nếu như các bạn đã từng học cái bài mà mình bảo sử dụng chuột phải thì các bạn cũng có thể sử dụng chuột phải. Đấy, mình Enter. Đấy, tiếp theo sau khi Enter xong
nó bảo rằng chúng ta hãy lựa chọn specify by spawn. Đấy, bạn có thể lựa chọn đấy, ví dụ mình sẽ chọn điểm là móc đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn và nó sẽ bảo là các bạn hãy đưa lựa chọn cái điểm thứ hai nơi mà chúng ta sẽ đặt đối tượng. Đấy, mình sẽ đặt đối tượng ở đây. Các bạn hoàn toàn có thấy rằng chúng ta có một cái ô thông số và các bạn hoàn toàn có thể là nhập cho nó cái thông số ví dụ như là 13. Đấy, mình tab để chuyển sang ô góc. Ở đây chúng ta sẽ chọn ra góc ví dụ 60 độ. Đấy, mình enter. Đấy, các bạn thấy rằng chúng ta đã kết thúc lệnh. Như vậy, tóm lại rằng để thực hiện lệnh trong phần mềm AutoCAD nói chung thì cách các bạn sẽ thực hiện bằng cách là đầu tiên là gõ lệnh. Đấy, gõ lệnh hoặc kích chọn lệnh. Nếu như chúng ta gõ lệnh thì chúng ta sau khi gõ lệnh xong chúng ta sẽ phải enter. Sau khi enter xong và tùy vào cái hộp thoại trên màn hình làm việc này này kết hợp với các cái thời dòng thông tin mà có hiện thị trên cái con chuột ấy thì các bạn sẽ lựa chọn các thao tác tiếp theo. Và thông thường ở trong AutoCAD cứ sau một cái thao tác chúng ta thường phải enter. Thông thường là vậy chứ không phải là tất cả nhé. Nên nhớ rằng các bạn có thể vừa thao tác lệnh vừa sử dụng các cái chế độ đấy, mà trong thanh status này như là các chế độ bắt điểm, các chế độ gióng đấy, cái này mình sẽ hướng dẫn trong clip sau. Và kết hợp với việc chúng ta vừa điền thông số, miêu tả cho việc điền thông số chúng ta có thể sử dụng nhé. Ví dụ mình vẽ lệnh rectangle đấy, hoặc là mình chọn REC đấy, các bạn sẽ thấy mình enter, gõ lệnh và enter đấy. Sau đấy mình sẽ lựa chọn điểm đầu tiên đấy, và các bạn cũng có thể chọn rất nhiều cái tùy chọn trong hộp thoại command này. Đấy, mình lưu ý rằng các bạn phải luôn để ý cái hộp thoại này. Và tùy vào mỗi cái lựa chọn này các bạn sẽ có một phím tắt riêng vào nó, mỗi cái lệnh nó sẽ cho chúng ta những cái tùy chọn riêng. Đấy. Sau đấy, ví dụ như ở đây, mục này mình nó bảo mình là con chuột, nó bảo lựa chọn điểm đầu tiên, mình lựa chọn điểm đầu tiên. Hoặc các bạn có thể là gọi, các bạn không kích chuột mà các bạn có thể lựa chọn điền thông số, ví dụ mình chọn tọa độ của nó là 0, tab 0, enter. Đấy, các bạn sẽ thấy ngay lập tức cái điểm gốc đầu tiên nó sẽ chọn từ tọa độ 0,0. Đấy. Và sau đây nó bảo chọn tiếp cái tọa độ điểm thứ hai. Các bạn hoàn toàn có thể kích chuột hoặc là tiếp theo là có thể gõ nha, ví dụ như là 300, tab 300, mình enter. Đấy, các bạn thấy rằng chúng ta đã tạo ra được một hình vuông bắt đầu từ góc tọa độ 0,0 và có kích thước là 300. Đấy. Đấy là những cái hướng dẫn cơ bản các bạn có thể thực hiện lệnh trong phần mềm AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.